Thưa quý khách, chào mừng quý khách đến với sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 9 giờ 20 phút giờ địa phương, nhiệt độ bên ngoài là 16 độ C. Quý khách lưu ý ngồi yên tại chỗ, cài chặt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn đã tắt. Cẩn thận khi mở ngăn đựng hành lý, kiểm tra kỹ tư trang và tuyệt đối không mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của tiếp viên. Hành khách sử dụng dây an toàn cho em bé vui lòng để đặt tại ghế ngồi hoặc gửi cho tiếp viên tại cửa máy bay. Cơ trưởng Phạm Hải Bằng, cơ trưởng Tô Minh Anh và phi hành đoàn cảm ơn quý khách đã tin tưởng lựa chọn hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh Hàng không SkyTeam. Chúng tôi hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, welcome to Nội Bài International Airport, Hà Nội Capital. It is now 20:09 PM local time. The outside temperature is 16 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft completely stopped and the fastened seatbelt sign has been turned off. Take care of your belongings and ensure the contents of the duffel bag when opening the lockers. You are requested not to open the aircraft door unless instructed by the cabin crew. Please leave infant seatbelt at your seat or return to cabin crew. We hope you enjoy the flight with us on behalf of Vietnam Airlines, the member of SkyTeam Alliance. Captain Phạm Hải Bằng, Professor Tô Minh Anh and all crew members would like to say goodbye to you and wish you a pleasant stay in Hà Nội Capital. We look forward to seeing you again soon. Thank you.